Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay trong Thanh Việt phóng sự tập 309, Thanh Việt được gửi đến quý vị chủ đề những dấu hỏi lớn từ tin tức báo chí về kết luận điều tra vụ án chị Khang. Thưa quý vị, à, đây sáng ngày hôm nay thì à, hầu như tất cả chúng ta đều biết được thông tin về cái cuộc uh, điều tra uh, của vụ uh, án chị khèn và có lẽ là mọi người chờ đợi trong chương trình ba uh, trăm hôm qua thì cái phần chót cái câu kết luận cái phần chót của chương trình thành việc có nhắc quý vị rằng uh, từ đây đến ngày 24 mươi uh, chắc chắn trong một ngày uh, không cần phải đến ngày 24 đâu có thể là ngày hôm nay có thể là ngày mai sẽ có những cái câu trả lời phần nào cho cái uh, cuộc điều tra này thì uh, chiều ngày hôm qua các báo chí đã đăng tải những cái thông tin về cái kết luận cuộc điều tra uh, trong cái vụ án của chi Kha. thì như quý vị đã biết hiện nay thì uh, giấy tờ uh, kết luận của cuộc điều tra đã được chuyển đến cho viện kiểm sát. Uh, thưa quý vị cho đến ngày ở thời điểm hiện tại thì có lẽ báo chí cũng như các youtuber trong đó có cả thanh việt cũng chưa đọc được, chưa có trên tay nhưng quý vị cái kết luận của cuộc điều tra vì vậy tất cả những thông tin chúng ta nói trên mạng xã hội và ngay cả các báo chí cũng đều là những thông tin được uh, um, gọi là um, dẫn từ một cái nguồn thông tin bên trong của cơ quan điều tra. Thì qua những cái tờ báo đó, Thành Việt sẽ không dành thời gian để đọc lại những cái bài báo. Quý vị cũng có thể tự đọc hoặc là cũng đã nghe ở các kênh YouTube khác nói rồi. Trong chương trình ngày hôm nay, Thành Việt chỉ muốn uh, trao đổi với quý vị những cái dấu hỏi uh, lớn từ những cái tin tức trên báo chí. Thành Việt không nói rằng đây là những dấu hỏi lớn cho cái bản kết luận của cuộc điều tra vì thực sự chưa đọc được cái bản kết luận điều tra nên không thể nào có những lời bình luận đó được tất cả những lời bình luận trong chương trình ngày hôm nay là dựa trên tin tức báo chí chính thống nhân quý vị nhé thì xin mời quý vị cùng lắng nghe trước khi bắt đầu chương trình thanh việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe bình an à, mọi sự tốt lành đến cho toàn thể quý vị đang nghe trực tiếp cũng như nghe lại à, trước khi bắt đầu thanh việt quên một cái điều nữa thưa quý vị là trong kênh của Thanh Việt tất cả những quý vị khán giả đáng yêu đáng kính đều là những quý vị đã trưởng thành nhiều năm kinh nghiệm và rất là đáng yêu thì trong chương trình ngày hôm nay Thanh Việt xin được có một dây để gửi đến tất cả những quý vị khán giả của Thanh Việt Thanh Việt luôn luôn trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ của các quý vị mỗi ngày à, vào trong chương trình có những quý vị gửi những tin nhắn khi mà thanh việt không có lên chương trình là à, chị hay là chú hay là anh chờ chương trình của thanh việt nhưng không thấy rất là nhớ thanh việt rất là cảm động à, từ những cái um, sự yêu thương của quý vị và mỗi ngày khi mà chúng ta lên trên uh, mạng và lắng nghe thanh việt uh, trình bày trao đổi cho quý vị những cái thông tin những cái tin tức những cái ý kiến riêng của thân việt thì uh, tất cả các anh chị em đã gặp nhau đã gửi những lời chào cho nhau thì thân việt mong rằng cái không khí uh, trong các cái cuộc trò chuyện uh, chào nhau mỗi ngày là những không khí thật là uh, ấm cúng uh, vui vẻ. Uh, Nha quý vị mình chỉ có gặp nhau trên kênh của thân việt chỉ có được uh, chưa tới một tiếng đồng hồ hoặc là một tiếng đồng hồ nên thân việt muốn uh, nghĩ rằng tất cả những lời chúng ta dành cho nhau à, giữa các quý vị khán giả thật là những lời yêu thương à, đẹp, à, nhân quý vị vì mình à, gặp nhau trên mạng mà thôi thì à, có một đôi chút à, thành việc xin gửi đến quý vị đôi khi những lời nói à, gây ra rất là nhiều sự hiểu lầm à, giữa khán giả và khán giả hoặc là giữa khán giả và người à, trình bày câu chuyện nên à, tất cả mong quý vị là chính bỏ là 10 không chấp hoặc là không giận Nhưng quý vị, để cho chúng ta mãi mãi là những anh đẹp, là những chị đẹp, là những cô chú đẹp Nhưng quý vị, đẹp hơn rất nhiều so với bị cáo, bị can Chị Khang đang ở T29 cộng 1 Thưa quý vị, không mất thời gian của quý vị Thì việc xin được uh, lấy cái uh, phần đầu của cái chương trình để có cái tự đề là kết quả cuộc điều tra theo tin của báo chí đúng theo dự đoán nhưng chưa chắc là vui hoàn toàn. Thưa quý vị, dĩ nhiên khi một cái tin mà nó được đưa ra đó quý vị thì sẽ có kẻ vui, sẽ có người buồn. quý vị, bất cứ kết luận nào của một phiên tòa cũng vậy hết. Nhưng quý vị, cho dù uh, tất cả đều ủng hộ cái ý kiến của tòa, tuy nhiên những thân uh, những người thân của bị cáo luôn luôn là những người mà không đón được những cái tin tức vui thì tùy tùy theo cái nhóm người có những tin vui có những tin buồn phải không quý vị thì trong cái bài báo thanh việt xin được phân tích ở những cái điểm nào mà thanh việt cho rằng không có được vui lắm thì thưa quý vị trong cái tập 307, hôm nay là 309 nha quý vị, tập 307 thân Việt làm một cái chương trình nói khá là đầy đủ À, khá là đầy đủ hai cái chuyện có thể xảy ra à, trong ngày 24 tháng 8 hoặc là trước đó vài ngày đó là thứ nhất nếu bị gia hạn điều tra thì chuyện gì xảy ra và nếu kết thúc điều tra thì chuyện gì sẽ xảy ra thì thưa quý vị hiện nay cho đến buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi à, chúng ta đang ở cái vế gọi là nếu kết thúc cuộc điều tra đúng không quý vị thì bây giờ thanh việt xin được đi nhanh À, để cho quý vị nắm được những quý vị nào chưa xem tập 307 thì thân việt xin được đi nhanh lại để quý vị cùng thân việt có thể hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Nếu mà bị gia hạn điều tra đó quý vị thì chúng ta kết luận ngay à, là chị Khang có hành vi vi phạm an ninh quốc gia. Nhà quý vị nhá. Đó, nếu bị gia hạn điều tra thì chị Khang có hành vi vi phạm an ninh quốc gia còn nếu tại sao vậy thì quý vị có thể trở lại tập 307. Thứ hai các tội danh khác vẫn có thể bổ sung nhưng quý vị vẫn có thể bổ sung chứ không phải là không thể. Thứ ba các đồng phạm vẫn có thể được xem xét và xét xử chung và điều thứ tư là có thời gian để kết hợp à, cái à, kết quả điều tra sơ bộ à, từ cái hồ sơ được chuyển đến à, của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Quý vị vẫn còn nhớ vào khoảng tháng 5 à tháng 5 nha quý vị thì bên của cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Dương có xác nhập cái hồ sơ điều tra của họ với 7, 7 cái đơn tố cáo nha quý vị và họ đã xác minh được những cái kết quả và họ đã gửi đến cho bên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để xác nhập lại thì đó là cái chuyện nếu bị gia hạn điều tra thì chuyện gì xảy ra dĩ nhiên là nếu gia hạn đối với vị thì uh, nó được khoảng uh, tối đa là 3 tháng ở cái đợt thứ hai này và với cái 3 tháng đó họ có thể có thêm thời gian để kết hợp cái uh, cái cuộc mà điều tra sơ bộ từ bên uh, cảnh sát công an Bình Dương à, còn mà các đồng phạm đối với vị thì uh, vẫn có thời gian để tiến hành điều tra và xét xử chung như vậy nếu mà chúng ta rơi vào cái trường hợp hiện tại đó quý vị là kết thúc cuộc điều tra thì khi mà kết thúc cuộc điều tra đó thì như Thanh Việt trình bày và ngày hôm nay cũng đã có rất là nhiều quý vị khán giả hỏi Thanh Việt là nếu kết thúc cuộc điều tra và bây giờ cái kết quả của đồng phạm nó còn dở dở ưng ương như vậy rồi làm sao thì xin thưa quý vị nếu kết thúc cuộc điều tra như là báo chí đưa tin thì thứ nhất hành vi vi phạm an ninh quốc gia của chị khang là không có nha quý vị nhé đó là một tin không mấy làm gì vui cho bên của phe đối lập với chị khang tại sao vậy quý vị vì hành vi vi phạm an ninh quốc gia có thể kéo thêm tội kéo thêm 5 tháng tù đầy cho bị cáo chị khang này tại sao mà có cái hành vi vi phạm quốc những cái hành vi nào được cho là À, vi phạm à, an ninh quốc gia thì dễ thôi thưa quý vị, một người có khả năng kêu gọi à, thứ nhất là có khả năng kêu gọi rất là đông à, các người khác tụ tập lại ở một cái nơi nào đó trong cái mùa dịch nha quý vị và không những làm một lần mà làm nhiều lần. Một người với một cái sức mạnh như vậy và người đó lại có những cái câu nói chưa được à, xác minh về những cái biểu hiện những cái việc người ta gọi là không mấy làm sạch sẽ của các người được làm, của các cán bộ đang làm trong cơ quan nhà nước thuộc phía Nam thì với hai cái điều như vậy nha quý vị nha và cộng thêm những cái người những cái vệ tinh chung quanh lúc nào cũng muốn làm một cuộc cách mạng thì kính thưa quý vị, cái người đứng đầu đó, chị Khang đó có vi phạm an ninh quốc gia không quý vị quý vị có một câu trả lời tuy nhiên vì cái cuộc điều tra kết thúc ở đây, nhưng quý vị, vì cái uh, đã hết cái hạn gia hạn rồi, đó, nên chắc chắn là không có hành vi vi phạm an ninh quốc gia. Vậy có thể điều tra bổ sung hay không? Thì thưa quý vị, thưa quý vị là không cần thiết. Nếu mà đi như vậy đó quý vị, thì nó hơi bị ngược. Vì nếu mà có hành vi vi phạm an ninh quốc gia, thì tự động có thể gia hạn nhưng mà vì không có cái hành vi vi phạm an ninh quốc gia nên không thể nào gia hạn được chỉ có một lần gia hạn duy nhất mà thôi nha quý vị nhưng các tội danh khác các tội danh khác có thể được bổ sung nếu mà viện kiểm sát hay là tòa án trả hồ sơ để bổ sung hay không đây là một câu hỏi cực lớn như quý vị đây là một câu hỏi cực lớn tại sao vậy quý vị vì hiện nay chị khang đang bị khởi tố nhưng quý vị đang bị khởi tố điều tra về khoảng 2 điều 331. Ở đây thì thanh việt xin được nhắc một chút xíu. À, một à, quý vị có hỏi thanh việt nhắn tin và hỏi rằng à, vị đó có nghe được đâu đó hay là có đọc ở đâu đó. Cái thông tin là chị Khang hiện nay à, hình như là đi theo khoảng 1 điều 331 à, của Bộ Luật Hình Sự. Thì Thanh Việt xin được à, trả lời như thế này. Khi mà chị Hàng, à, chị Khang chị bị khởi tố đó quý vị, thì là khởi tố theo khoảng 2 điều 331. Nhưng quý vị nhé, và khi mà khởi tố như vậy, thì đi đến cái quá trình xác minh, à, à xin lỗi quý vị, đi đến cái quá trình điều tra, à, đi đó quá trình điều tra. Tại vì tí nữa Thanh Việt sẽ giải thích cái trình tự nó như thế nào, rồi mình sẽ nói kỹ hơn. Nhưng trong cái quá trình điều tra, người ta sẽ điều tra để lấy cái bằng chứng cho cái gì quý vị? Cho cái điều mà bị khởi tố. Nhưng quý vị, và tại sao mà khởi tố dựa trên cái gì? Dựa trên những cái điều xác minh. Vậy thì xác minh từ cái gì? Xác minh từ những đơn tố giác. Thân Việt sẽ đi sâu vào một chút xíu nữa, nhưng quý vị. Nhưng cái quan trọng ở đây là chị Khang đang bị khởi tố ở điều ha, à, khoảng 2, điều 331. Đó, khoảng 2, điều, ha, à điều 331. Còn những tội danh khác ngoài cái hành vi vi phạm an ninh quốc gia, những tội danh nào thì trong tập 307 thanh việc đã trình bày. Hai cái tội danh mà có lẽ là chúng ta chờ đợi để làm gì quý vị? Để tăng thêm cái bản án nặng cho chị Khang. Đó là tội 155 và 156 mà ở trong đó cái yếu tố nào quan trọng nhất quý vị? Cái yếu tố mà có thể đưa đến cái thời hạn à, gọi là tạm... À, xin lỗi quý vị thời hạn mà thi hành án đó quý vị sẽ lâu dài hơn là có yếu tố à, đồng phạm, có yếu tố tổ chức và có yếu tố thực hiện trên mạng xã hội thì với những yếu tố đó có thể làm cho cái bản án cho điều 155, 156 đó là những cái tội vu khống rồi nhục mạ đó quý vị tăng thêm phần án ở đây thì à, một số quý vị có hỏi thanh việt à, cho ý kiến rằng chương trình của thanh việt làm với mục đích gì? Thưa quý vị à, Tất cả các cái chương trình, nhân quý vị, à, YouTube, họ, à, kể cả thân Việt, có rất là nhiều mục đích. À, mục đích để à, câu view, câu like tăng thêm tiền, à, nhân quý vị. Thì à, nói một cách nó dễ dàng và lịch sự hơn, thì cái việc mà à, nhận tiền từ YouTube, nhân quý vị, nhận tiền từ YouTube, đó là cái đồng lương được trả theo cái sức lao động của từng YouTube đúng không quý vị à, được trả theo đồng lượng được cái lương được trả theo sức lao động của từng youtube đó là một cái đồng tiền chân chính còn có những youtube hay là có những cái chương trình nhưng quý vị cho dù từ ở đài truyền hình báo chí hoặc là các youtube cá nhân đều có những à, cái câu chuyện chẳng hạn như viết bài viết báo làm những cái đoạn video theo đơn đặt hàng thì ở đây thanh việt không có bàn luận đến cái câu chuyện đó chỉ có một điều duy nhất, thành việc làm chương trình không có đơn đặt hàng. Và cái mục tiêu của thành việc là gì? Tìm ra sự thật và những người mà vi phạm pháp luật phải đền tội. Đã, đó là mục đích, thưa quý vị. Mục đích ở đây không phải là bêu xấu. Thưa quý vị, thưa quý vị là chuyện mà bêu xấu, chuyện nói ra những cái điều xấu để chia sẻ với khán giả đó quý vị, thì nó không có xứng đáng với gần một năm trời qua à, mà à, thân Việt đã gọi là à, tốn rất là nhiều thời gian để trình bày với quý vị cho đến ngày hôm nay là tập 309 trăm à, hoàn toàn không có chuyện đó nhưng quý vị à, nói xấu à, bôi nhọ à, đưa ra những cái câu chuyện không tốt à, về công ty đại nam về chị khang điều đó thì quá tầm thường thưa quý vị quá tầm thường lý do tại sao vậy quý vị vì mục đích mục đích là cái gì quý vị tìm lấy sự công bằng trong luật pháp. Người vi phạm luật phải đền tội. Vậy mục đích là phải đền tội là như thế nào? Làm sao trình bày được những cái tài liệu để làm chứng cứ đưa đến cái việc cơ quan nhà nước sẽ xác minh những cái công việc này. nhưng quý vị, và từ đó sẽ tăng cái mức án cho chị khác. Vậy câu kết luận là gì? Tất cả những chương trình đã của thành việc đây là tìm ra sự thật sự thật để làm gì quý vị? Để tăng mức an Chứ không phải tìm ra sự thật rồi ngồi đó Để chê Nhưng quý vị để cười Hoặc là để trao đổi cho quý vị khán giả Hoàn toàn không Tìm ra sự thật Để cái người phạm tội phải đền tội Đó là cái mục đích chính Chứ không phải là mục đích Chỉ có phơi bày để trao đổi với khán giả Là một niềm vui Không thưa quý vị Không phải như vậy Như vậy Cái câu hỏi lớn và rất là quan trọng Những cái tội danh 155 156 hay là cái tội mà mượn tiền vay tiền của ngân hàng không đúng theo quy trình hoặc là giả danh thì sẽ như thế nào? Đó là những câu hỏi rất là quan trọng và trong chương trình ngày hôm nay Thanh Việt sẽ trình bày rõ một phần về cái sự gọi là à, đúng theo dự đoán nhưng chưa chắc là vui Các đồng phạm được tách rời khỏi vụ án của Chi Khang và sẽ được à, giải quyết riêng có khả năng lắm thưa quý vị có khả năng lắm nếu chuyện, trường hợp này có thể xảy ra nhưng quý vị trường hợp này có thể xảy ra lý do tại sao vì hiện nay hiện nay nhưng quý vị vụ án của chị khang được khởi động từ trước khi vụ án của đồng phạm các cái cuộc à, gọi là xác minh điều tra đối quý vị của chị khang xảy ra trước rồi mới dẫn đến cái gọi là đồng phạm Thưa quý vị, tất cả những cái câu chuyện đồng phạm, tất cả những cái vi phạm 155, 156 đều được kích hoạt bởi đơn tố giác và đơn kiến nghị khởi tố. Điều 331 không cần phải có đơn tố giác hoặc là đơn đề nghị khởi tố vì nó liên quan đến vấn đề của nhà nước, cơ quan nhà nước các tổ chức nên cơ quan an ninh, phòng an ninh mạng à, à, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm việc trực tiếp mà không cần phải có đường tố giác, đó là cái chuyện quan trọng. Chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như quý vị, uh, Thành việt đưa một cái ví dụ mà chúng ta dễ hiểu nhất, đó là tỉnh thất bồng lai, cái người đầu tiên, nha quý vị, cái người đầu tiên để kích hoạt cái việc điều tra, đó là Sở Văn hóa của tỉnh Long An khi họ đã phát hiện ra có một số cái phát ngôn trên mạng xã hội theo họ là không có đúng sự thật về cơ quan công an. Nên họ đã chuyển cái đó đến cho cơ quan công an. Cơ quan công an đã xác định và sau đó đã gửi lại cái cuộn cái đoạn video clip đó để sở văn hóa thông tin và đi kiểm định, kiểm chứng các thông tin đó. Rồi sau đó chúng ta mới thấy những cái cá nhân nộp đơn như quý vị nhé à, để à, bắt đầu có những cái việc tố giác thì ở đây thanh việt xin được nhấn mạnh lại một lần nữa nó đều không cần thiết là phải có đơn tố giác à, chỉ có điều những cái tội như 155, 156 vu khống ai vu khống cá nhân nào à, à, gọi là nhục mẹ nhục mẹ cá nhân nào thì những cá nhân đó phải có đơn tố giác tố cáo và sau đó phải có cái đơn đề nghị khởi tố đó là những cái câu chuyện mà chúng ta phải hiểu được cái lý do của những cái sự việc đang xảy ra. Thưa quý vị, một cái điều thú vị là Thanh Việt sẽ trao đổi với quý vị tại sao Thanh Việt lại kết luận rằng với cái tin tức báo chí đang đưa, Thanh Việt xin được nhấn mạnh lại nội dung của ngày hôm nay là đều dựa vào cái tin tức báo chí đăng tải về cái kết quả điều tra của vụ án này. Nhân quý vị thì hiện nay đều hoàn toàn không nhắc đến thông tin của à, bên cơ quan công an tỉnh Bình Dương gồm 53 buổi livestream stream, nhưng quý vị vậy thì khả năng kết hợp lại có được hay không? Thưa quý vị khả năng kết hợp lại à, là là rất có thể nhưng bắt buộc phải có một cái sự can thiệp của bên viện kiểm soát và tòa án, nhưng quý vị. Lý do tại sao thì Thanh Việt xin được trình bày với quý vị nó như thế này. Đầu tiên là phải có đơn tố giác. Nhưng quý vị, đơn tố giác cho 155, 156 hoặc là sự phát hiện của một tổ chức nào đó thuộc cơ quan nhà nước về cái hành động của chị Khang. Thì thật sự ra đó quý vị, đã có. Đã có rồi. Đơn tố giác của những cá nhân thì quý vị cũng đã biết rồi. Đã gồm có nhà báo Hàng Ni, Đức Hiển, Vi Oanh, à, Hoài Linh, đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, v.v. v.v. đó. Nhưng có một cơ quan có thể à, gọi là kích hoạt cái uh, cuộc điều tra xác minh đó, đó là Sở Văn hóa, Thông tin và Truyền thông. Vì Sở Văn hóa, Thông tin và Truyền thông đã có nhiều lần của cả hai địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương yêu cầu chị hai lên gặp mặt và phải uh, ký giấy để không thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật như vậy nữa nhưng chị hai không chấp hành ký có ký có hứa thông qua luật sư đại diện nhưng chấp hành thì thưa không thì những cái lá đơn tố giác này cộng với sự phát hiện của bên sở thông tin và truyền thông được coi là những người bị hại nhưng quý vị những cái danh sách mà thành việc vừa mới đọc với quý vị sau khi mà được chuyển đến cho cơ quan công an nhưng quý vị cho đến cho cơ quan công an tức là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Bình Dương thì họ sẽ bắt đầu đi xác minh những cái đơn tố giác đó. Sau khi xác minh được những cái đơn tố giác đó và nhận thấy đây là những vi phạm theo điều luật gì đó thì họ bắt đầu khởi tố. Quý vị nhớ cái điểm đó. Nhận đơn tố giác đi xác minh và sau đó khởi tố. Khi mà khởi tố thì anh phải khởi tố tôi với điều gì? Thì lúc đó đã có cái điều trong bộ luật hình sự được đưa ra đó là khoảng 2 điều 331 rất là rõ ràng nha quý vị nhé. Rõ ràng là như vậy. Rồi, khởi tố cái điều này. Như vậy anh phải có cái bằng chứng gì anh mới đưa được lên tới viện kiểm sát và tòa án chứ phải không thể nào anh lấy cái bằng chứng của người đem đi tố giác. Nhưng quý vị, hoàn toàn không được. Ở đây Thanh Việt muốn nói rõ một lần nữa. Tất cả những cái bằng chứng đã sẽ xuất hiện ở tòa dựa qua cái quá trình điều tra chứ không phải dựa vào cái hồ sơ bằng chứng mà người đi tố giác mang đến cho cơ quan công an. Dĩ nhiên họ phải có một cái gì đó để họ bắt đầu cái cuộc xác minh, rồi đưa đến khởi tố và cuối cùng là cuộc điều tra. Có được thông qua cuộc điều tra họ thu thập được những cái bằng chứng đúng theo quy trình, chứ không phải bằng chứng của cái anh YouTube E của thanh việt. À, của à, à, người đi tố giác BC, nhưng quý vị được đưa ra tòa, điều đó là sai hoàn toàn. Nhưng quý vị dù ví dụ đi, ví dụ thành Việt nợ cho bên à, cảnh sát điều tra một cái đoạn clip video rõ ràng là như vậy, à, ngày mấy, ngày mấy, ngày mấy, nhưng cái đoạn clip đó sẽ không được đem ra, nhưng quý vị trực tiếp từ trong cái USB của thành Việt mà cơ quan điều tra sẽ dựa vào cái bằng chứng thành việc đưa ra để xác minh. Xác minh được rồi và nhận thấy có vi phạm thì bắt đầu làm cái khởi tố. Khởi tố phải đến dẫn đến điều tra. Thì trong quá trình điều tra họ sẽ lấy những cái bằng chứng thành việc đưa làm cái căn bản và sẽ đi trực tiếp vào để biết được cái nguồn gốc xác định cái bằng chứng đó phải chính xác là của người này, của người đó. Nhưng quý vị, được phát ngôn vào thời điểm nào và cái bằng chứng đó phải lấy được đúng theo cái quy trình. À, sau khi có được hết tất cả bằng chứng rồi, thì họ viết một cái à, bản tường trình à, và để kết luận cuộc điều tra. Có được bản tường trình kết luận cuộc điều tra, thì họ làm cái gì quý vị? Họ sẽ gửi đến cho viện kiểm sát à, cung cấp. Mà ở đây cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh vì vậy họ sẽ gửi đến cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được cái bản điều tra thì họ bước vào cái vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu. Thưa quý vị, thưa quý vị, đây là cái giai đoạn chị Khang đang ở và cái người đưa thông tin cho bên cơ quan báo chí và đăng ngày hôm qua có thể là từ Viện Kiểm sát. Thành Việt có để cái, à, cái ngôi sao sát ngay chữ nghiên cứu thì chị khang đang ở cái vai trò đang ở cái giai đoạn à, à, hồ sơ kết luận cuộc điều tra đang được nghiên cứu bởi viện kiểm sát khi mà nghiên cứu xong rồi thì viện kiểm sát sẽ có ít nhất ba cái công việc cần làm Như quý vị có ít nhất ba công việc mà họ phải chọn lựa thứ nhất quá dễ dàng là viết cáo trạng để truy tố điều thứ hai họ có thể làm nhưng quý vị họ sẽ làm một trong ba điều này điều thứ hai họ có thể làm là ôi xin lỗi trả hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để bổ sung bổ sung bổ sung cái gì quý vị bổ sung thêm tội danh thì ở đây họ lấy trên cái căn bản gì thưa quý vị tất cả sẽ được dựa vào những cái đơn tố giác quý vị nên nhớ rõ một điều là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu có một cái điều duy nhất là khoảng 2 điều 331. Còn những cái điều 155, 156 và tất cả những điều khác nếu có không được đề trong kết luận của cuộc điều tra. Và vì vậy, đây là cái trường hợp thứ nhất để có thể thêm vào tội danh là khi viện kiểm sát nghiên cứu và thấy thiếu tội danh sẽ trả hồ sơ để bổ sung thêm tội danh. Trường hợp thứ ba ít xảy ra nhất đó là trường hợp đình chỉ vụ án hoặc là đình tạm thời đình chỉ vụ án. Vì theo viện kiểm sát không có đầy đủ chứng cứ để có thể đưa ra tòa. Đó nha quý vị, đó là trường hợp. Như vậy chúng ta chờ đợi gì? Chúng ta chờ đợi bên viện kiểm sát trả hồ sơ. Nhà quý vị, chứ không phải là truy tố. Vì truy tố thì nó đi theo điều 331 mà thôi Một cái tội duy nhất Một cái điều vi phạm duy nhất mà thôi Nhà quý vị Và ở khoảng 2 thì từ 3 năm tới 7 năm Mà nếu mà mục đích của chúng ta Là đưa chị Khang Cái bị cáo này à, Dựa trên những gì mà chúng ta thấy được Năm 2021 Nhà quý vị chúng ta đưa chị Khang Phải có tội thì phải chuyên trị Lâu hơn một chút Thì cái điều duy nhất có thể làm được Hơn 7 năm là phải có kết hợp luôn cái điều 155 và 156. Thì dĩ nhiên mình không thể nào nói Ê, xí 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 tòa 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 à, xin, lỗi quý vị xí viện kiểm sát cho 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 tôi xin cái cho cho, chị hàng xin được tội năm 155 156 à, vì lúc trước tôi đã tốn thời gian đi nghiên cứu à, từ lúc trước mà chưa có ai nghiên cứu tôi đã nghiên cứu được rồi thưa quý vị không nhanh quý vị nhé không đúng quy trình như vậy được nha không đúng nhé tất cả phải đi đúng theo quy trình phải có đường tố giác. Còn anh không tố giác. Anh lên. Anh sẽ vi phạm những cái chuyện khác. Nhưng quý vị. Thanh Việt sẽ có một chương trình để nói cho quý vị. Nếu chúng ta chỉ lên trên mạng. Để nói ra những cái điều. Điều đó là sự thật hay không sự thật. Thì chúng ta có vi phạm gì hay không. Thì Thanh Việt sẽ có một cái chương trình để nói về chuyện đó. Bây giờ trở lại. Cơ hội thứ nhất. Mà chị Khang có thể bị chết thêm tội. Là ở cái giai đoạn này nhà quý vị trong quá trình nghiên cứu viện kiểm sát trả hồ sơ cho bên cơ quan cảnh sát điều tra để bổ sung thêm để bổ sung thêm vậy thì có khả năng của quý vị có khả năng thưa quý vị mà tại sao chúng ta lại hỏi một câu hỏi nữa là ủa tại sao mà thì phiền phức vậy tại sao cơ quan cảnh sát điều tra không gia hạn thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra không gia hạn được tại sao vì họ không có kết thêm chị Khang vào cái tội. Cái gì quý vị? Vi phạm an ninh quốc gia. Vì chỉ có cái điều vi phạm an ninh quốc gia với cái mức án là phạm nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, thì mới có thể được gia hạn. Còn nếu chỉ có điều 331 và khoảng 2 với mức án nghiêm trọng, thì không tài nào có thể gia hạn được một lần gia hạn duy nhất mà thôi. Vì vậy, phương pháp thứ nhất mà có thể được kéo dài thêm vụ án mà không cần phải đưa vào cái tội à, gọi là cái gì quý vị vi phạm an ninh quốc gia là hy vọng viện kiểm sát sẽ trả hồ sơ để bổ sung thêm tội danh thành việc đã nói rất là kỹ nha quý vị rồi bây giờ lỡ đi chúng ta đặt một cái trường hợp đi cuộc đời mà quý vị làm sao biết được làm sao biết được lỡ viện kiểm sát truy tố chị khang theo điều 331 khoảng 2 tức là từ 3 đến 7 năm Vậy thì coi như là chị Khang một tội. Hay không quý vị? Thưa không quý vị. Chúng ta còn một cơ hội nữa. Cơ hội đó là gì? Cơ hội đó là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được cái cáo trạng của viện kiểm sát. Họ nghiên cứu một là họ xét xử, đưa ra cái ngày để xét xử. Hai là họ trả hồ sơ để bổ sung thêm tội trạng. Ồ cái này đặc biệt cho quý vị Thành việc có xem nữa không Thưa quý vị Thành việc đã trình bày quý vị à, Hai ba lần về câu chuyện này rồi Và đưa luôn một cái ví dụ nữa Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thể làm việc này Dựa trên cái câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang Câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mới trả hồ sơ Cho viện kiểm sát Để có thể bổ sung thêm tội trạng Và vì vậy chúng ta hy vọng Nếu lỡ viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố Điều 331 mà thôi Thì sẽ có tòa án nhân dân à, thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và có thể ra quyết định là trả hồ sơ để bổ sung thêm tội danh. Tại sao lại bổ sung thêm tội danh trên việc trình bày rồi? Để cho chị hai được vui vẻ trong T29 cộng 1 lâu hơn. Nhớ quý vị, thay việc lên nói những câu chuyện như thế này không phải chỉ đi bêu sáu chị Khang. Nếu mà bêu xấu chị Khang thì thưa quý vị nó quá dễ dàng. Nhưng quý vị, và chúng ta không có thời gian để đi bêu xấu để uh, nêu cái quan điểm hoàn toàn không mục đích cuối cùng là gì quý vị chị khang đúng tội nhưng quý vị và đúng cái thời gian bị uh, gọi là đi chơi nhưng quý vị đi chơi vì chúng ta đối với thân việt không dùng vào cái chuyện gọi là nhân quả thế việc hiểu nhân quả là một cái câu chuyện chúng ta phải trả giá nếu mà chúng ta thoát được luật này chúng ta phải trả giá đó là một cái câu chuyện mà có thể nói rằng là chuyện gì quý vị là đi bằng cái con đường tòa đã bị thất bại nhưng quý vị thì chúng ta hy vọng rằng nhớ đó thoát được cái tòa thì cũng không thoát được cái uh, định mệnh cái số phận cái uh, uh, cái chuyện mà làm ác sẽ gặp ác nhưng quý vị nhé không ở đây chúng ta đi thẳng về vấn đề luật pháp được làm ra là gì quý vị để bảo vệ sự thật và trừng trị những người mà vi phạm pháp luật như vậy để tóm tắt lại chúng ta còn hai cơ hội để có thể làm gì quý vị đưa thêm tội trạng các vi phạm của chị khang nhờ cái vị ra ánh sáng. Đó là viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ quý vị. Một khi mà đã ra xét xử rồi thì uh, ôi thôi, nó chỉ đi đúng một tội đó. Nhờ quý vị nha, đi đúng một tội đó. Vì tại sao vậy quý vị? Thưa quý vị, thưa quý vị nó như thế này. Một quá trình điều tra đã gia hạn, đã tốn rất là nhiều thời gian, ở đây cơ quan cảnh sát điều tra không thể nào à, suốt ngày chỉ giải quyết một vụ án. À, cơ quan cảnh sát điều tra có rất là nhiều vụ án, có nhiều công việc cần phải xác minh, cần phải điều tra, cần phải kết luận. Nhưng quý vị nên không thể nào kéo dài và đi từng bước mà phải đi song song, phải đi song song. Một cái điều nữa mà thanh việt thấy nó có gì thiếu thiếu trong cái uh, những cái bản tin mà các báo chí đưa vào chiều ngày hôm qua, thì trước khi trình bày với quý vị những cái thông tin đó, thân việc à, và xin quý vị cho phép một tí xíu để uống một tí nước và trong thời gian này, quý vị nào chưa bấm nút like hoặc là chưa đăng ký thành viên à, thì mời xin mời quý vị nhớ bấm bấm nút like à, để thân việc biết được rằng các quý vị vẫn à, yêu thích chương trình hoặc là ủng hộ cái chủ đề ngày hôm nay, à, thân việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Điều quý vị đó là cái danh sách người bị hại không biết quý vị uh, khi đọc những cái bài báo trên uh, tất cả những cái tờ thanh niên tuổi trẻ pháp luật uh, VN Express, vân uh, vân 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 quý vị uh, báo uh, người lao động à uh, quý vị thấy cái điều gì quý vị danh sách người bị hại nó thiếu nhưng cái gì nha danh sách người bị hại hôm qua chỉ có võ nguyễn hoài linh Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hằng đi, Không có một vài nhân vật nổi tiếng mà dẫn đầu đó là tổng biên tập, phó tổng biên tập tổng pháp luật ông Nguyễn Đức Hiện và cũng như là hai ca sĩ Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên cái điều mà thân việc ngạc nhiên nhất đó là tên của ông Nguyễn Đức Hiện không xuất hiện trong cái cái bài viết các, các, tất cả các bài viết ngày hôm qua Hầu như Hầu như nhân quý vị Hầu như cái danh sách Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh Và Đặng, Đặng Thị Hàng Ni Đều là những cái danh sách Nộp đơn vào cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh Dĩ nhiên là nhà báo Hàng Ni cũng có nộp đơn Vào cho bên Bình Dương Nhưng quý vị nha, có Cái điểm đặc biệt quý vị à, vẫn còn nhớ bên của Bình Dương. À, bên của Bình Dương họ đã à, tiếp nhận cái lá đơn từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021. Trong trường hợp của những lá đơn gửi về Bình Dương đó quý vị, có những lá đơn chuyện chẳng hạn như của Đàm Vĩnh Hưng được chuyển đơn. Tại vì Đàm Vĩnh Hưng là nộp cho cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của Đàm Vĩnh Hưng đến cho bên Bình Dương. Nhà báo Hằng Ni cũng vậy. Đức Hiển thì nộp thẳng cho Bình Dương. Thì trong cái danh sách nộp đơn cho Bình Dương thì bao gồm bà Đinh Thị Lan nộp thẳng cho Bình Dương. Ông Huỳnh Minh Hưng, à, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bình Dương. Bà Đặng Thị Hằng Ni cũng được chuyển. Ông Nguyễn Đức Hiện nộp thẳng cho Bình Dương. Bà Trần Thị Thủy Tiên là nộp thẳng cho Bình Dương. Hai người còn lại, ông Đổng Quốc Nhạc và bà Nguyễn Thị Tố Trinh, đó là những người nộp thẳng đơn cho Bình Dương. Các lá đơn này tập trung vào tội danh nào, kính thưa quý vị? Vu khống, làm nhục người khác. Đó là hai điều, 155, 156. Lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích, nhà nước, quyền lợi, à, hợp pháp của các tổ chức và của các cá nhân. Điều này là điều 331. Nhưng quý vị, như vậy, trong cái kết luận điều tra theo báo chí, Thân việc nhấn mạnh lại theo báo chí nhân quý vị, chỉ có một điều 331. Và điều 331 khoảng 2 được nêu ra trong phần khởi tố. Thân việc xin được lặp lại rằng, điều nào, điều trong bộ luật hình sự nào được khởi tố, nhân quý vị, thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm cái cuộc điều tra dựa trên cái vi phạm của cái điều luật đó. À, Thành việc xin được nhấn mạnh ở cái điểm đó. Như vậy, chúng ta thiếu cái gì quý vị? Chúng ta thiếu khá là nhiều. dẫn à, đầu là Nguyễn Đức Hiện, rồi à, Huỳnh Minh Hưng, ông Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên à, và hai người Đồng Quốc Nhạc cũng như Nguyễn Thị Tố Trinh. như thế việc trình bày tội vu khống nè thì cần phải có đơn tố giác và yêu cầu khởi tố cả hai nơi công an thành phố hồ chí minh và công an bình dương đều nhận được các cái đơn ghi rõ ba hành vi này tội vu khống thì cần phải có đơn tố giác và sau đó là yêu cầu khởi tố nghĩa là sao quý vị khi mà có đơn tố giác thì cơ quan công an xác minh Để quý vị nha khi mà xác minh xong thì họ gửi đến cái kết quả cho người đi tố giác và người tố giác sẽ yêu cầu khởi tố. Như quý vị nha, có những trường hợp khỏi cần người tố giác khởi tố, họ sẽ tiến hành khởi tố luôn. Đó là tùy theo cái điều vi phạm của bộ luật hình sự. Với điều 155 và 156 vu khống và nhục mạ người khác thì cần phải có đơn tố giác. Sau khi xác minh cơ quan xác minh xong, họ sẽ gửi kết quả mà nếu mà kết quả là đúng Có vu khống, có nhục mẹ Thì cái người đi tố giác sẽ làm đơn kiến nghị khởi tố Thanh Việt nói rõ một lần nữa Người đi tố giác sẽ làm đơn kiến nghị khởi tố Lúc đó cơ quan công an Với hai cái điều vu khống và làm nhục mạng người khác Sẽ tiến hành những quý vị nhé Theo thông tin của Thanh Việt Thì đại diện của bên ca sĩ vi Oanh Cũng như đại diện của nhà báo Hằng Đi đã có những cái đơn gọi à, là cái gì quý vị yêu cầu khởi tố theo điều 155 và 156 như vậy đây là một cái tín hiệu mừng à, nếu thật sự đã có đơn yêu cầu khởi tố như quý vị và khi có cái đơn yêu cầu khởi tố như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ chờ đợi bên viện kiểm sát hoặc là tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh yêu cầu à, bổ sung thêm tội danh khi mà họ trả hồ sơ lại. Và lúc đó, hai cái điều vi phạm 155, 156, 156 của Bộ Luật Hình Sự vu khống và nhục mạng người khác sẽ được vào trong cái bản kết luận như thân việc đã trình bày với quý vị với cái tội vu khống và tội lập nhục người khác như quý vị nó sẽ tăng thêm cái bản án đó. tăng thêm bản án một năm một điều là 7 năm cao nhất, một điều là 5 năm cao nhất. À, nhưng quý vị nhé, thì cộng lại, không nhất thiết là phải 12 năm, nhưng quý vị, có thể là ít hơn. Nhưng cộng với điều 321 sẽ à, giúp cho chị Hai có người hầu hạ bên cạnh lâu hơn tại những cái à, khu vực để giáo hướng tội đồ văn hóa. Và cuối cùng là lợi dụng quyền tự do dân chủ thì điều 331 cái này đây là hành vi duy nhất bị khởi tố hiện nay và không cần có đường tô giác. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị cái phần cái danh sách và những cái điều thiếu thì vui hay thiếu thì buồn, nhưng quý vị nhé, thì vẫn có dù là thiếu nhưng quý vị nhưng à chúng ta vẫn có cái hy vọng là sẽ được trả hồ sơ để bổ sung thêm tội danh một cái điều nữa mà thanh việt không biết là ngôn ngữ được sửa đổi khi mà các báo chí được nghe từ một cái nguồn tin bên viện kiểm sát hay không nhưng quý vị có được sửa lại bằng cái ngôn từ hay không tuy nhiên có một vài điểm mà thanh việt muốn chia sẻ với quý vị quý vị có biết rằng để kết luận một người vô tội Nhờ quý vị nha một người vô tội thì người ta luật sư có hai điều cần làm thứ nhất là chứng minh trực tiếp là hành vi của bị cáo không có vi phạm pháp luật thứ hai là không đủ hay không có bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội cả hai điều này một trong hai điều này sẽ giúp thân chủ của họ được tha bổng vô tội Nhờ quý vị nha Quý vị nên một lần nữa, chứng minh trực tiếp là thân chủ của tôi vô tội hoặc là chứng minh là không có đủ hoặc là không có bằng chứng để chứng minh người đó phạm tội. Hai điều khác nhau nhưng đều dẫn đến một cái kết quả là vô tội. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đi vào cái kết luận của cuộc điều tra để chúng ta hiểu được là có đầy đủ bằng chứng hay không để chứng minh người đó là phạm tội. Thưa quý vị, thông tin mà chị hàng có được và nói về Vi anh Hàng ni và hoài linh là do tham khảo trên mạng đọc báo nằm mơ chứ chưa có kiểm chứng đó là theo đúng cái lời văn của các báo chí và hình như đều từ một nguồn thông tin và họ trao đổi với nhau để viết những cái bài báo gần giống như nhau nhưng quý vị cũng đều nhắc đến chỉ có 3 nạn nhân ba người bị hại và đều là những cái thông tin chị khang khai rằng tham khảo trên mạng đọc báo và nằm mơ như vậy có thêm một cái câu thông vào là chưa kiểm chứng như vậy là sao quý vị như vậy là chưa chắc những cái tin này là sai đúng không quý vị nếu mà viết như vậy thì chúng ta hiểu rằng a à, chưa chắc cái tin của chị Khang viết là sai. Chỉ có chưa kiểm chứng thôi. Chưa kiểm chứng chứ không phải là sai. Đúng không quý vị? Và có trường hợp là kiểm chứng xong rồi thì xác nhận đó là đúng. À, cái trường hợp này mới phiền phức. Đúng không quý vị? Nếu mà kiểm chứng và tin tức đó là đúng thì chị Khang hay là tất cả bất cứ người nào có thể lên trên mạng để lan tỏa những cái thông tin cá nhân đó hay không? Một câu hỏi hay đâu quý vị? Nếu mà thông tin đó là thông tin sai sự thật, sau khi kiểm chứng thì quá dễ rồi sang cái tội vu khống và nhục mạng. Còn nếu mà đi kiểm chứng và thấy được, ồ oh, ho tin tức mà chị Khang đưa không sai à nha, mà nếu mà nó không sai, thì sao quý vị? Nếu nó không sai thì chị Khang có cái quyền để lan tỏa những thông tin đó hay không? Dĩ nhiên là chị Khang rơi vào trường hợp những cái thông tin mà chị Khang chị đưa đối với quý vị về nghệ sĩ làm từ thiện á, thì đã được Bộ Công an chứng minh là thông tin sai sự thật. Nghệ sĩ không ăn gian. Nhớ quý vị, nghệ sĩ không gian lận. Mà nếu cái tin đó thì nó đưa đến kết luận quá dễ dàng. Đó, đó là thông tin chưa kiểm chứng và kiểm chứng xong rồi thì là thông tin bị sai sự thật. Còn bây giờ có những thông tin mà chị Khang nằm mơ, thông tin chị Khang tham khảo trên mạng. Thưa quý vị, tham khảo trên mạng mạng nào? Cá nhân YouTube hay là cá nhân Facebook? Hay là những thông tin giả được đăng lên trên mạng? Thông tin đó có từ chính chủ hay không? Thưa quý vị, ai cũng có những cái thông tin những quý vị. Cho dù là chúng ta ngồi lắng nghe, chúng ta cũng có thông tin. Nhưng cái thông tin đó được thu thập đúng quy trình hay không? Vì thưa quý vị, có những thông tin mà không thu thập đúng quy trình được quý vị sẽ bị loại bỏ trước tòa. Nếu theo đúng quy định, những quý vị nha, thông tin không thu thập đúng quy trình bị loại trước tòa. Đây, đây là lời khai của chị Khang theo báo chí. Nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín danh dự của ca sĩ Vi Anh là do Vi Anh bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của chị Khang. Thì thưa quý vị, đây là cái phần đầu tiên mà làm Thanh Việt không cảm thấy vui. Tại sao quý vị? Đây là cái câu chuyện được giải thích như thế này. Chị Khang không phải là người gây sự, mà là do ca sĩ Vi Oanh gây sự nhá, về cái hoạt động từ thiện của chị Khang. Nên chị Khang mới bực bình chửi lại, à, mới làm hại cái uy tín danh dự của ca sĩ Vi Oanh. Thì đây là một kiểu nói, một kiểu giải thích đã được các YouTuber binh vực cho chị Khang nói rất là nhiều. Câu nói là gì quý vị? Ủa, chọc tôi thì tôi mới chửi. Thưa quý vị, những câu chọc tôi thì tôi mới chửi. Không có ở trong tòa, không có trong cái bộ luật nào hết nha quý vị nha. Chọc tôi thì tôi mới chửi. Đó, điều đó là không được, nha quý vị nha Nếu vậy thì xã hội sẽ loạn. Như vậy thì có những cái câu chuyện là quý vị đã nghe rồi à, một mạng đền một mạng. Quý vị bây giờ quý vị nghe cái câu một mạng đền một mạng thì rất là nhiều trong uh, câu chuyện nói ở ngoài đường, câu chuyện trong phim ảnh, câu chuyện trong phim uh, uh, ngày xưa ngày xưa của Hồng uh, uh, Kông thì thưa quý vị. Điều đó không chấp nhận Nhưng quý vị nha Một mạng đền một mạng là không có Nhưng quý vị nha Có nghĩa là Là sao Mình có người thân bị hại Thì mình Chính mình Sẽ Đi đến tìm người đó Và giết hại người đó Để trả thù Thì cái điều đó không xuất hiện Trên mạng xã hội À xin lỗi quý vị Không xuất hiện Trong một đất nước Hay một quốc gia nào Có luật pháp Tương tự như vậy Tương tự như vậy mặc dù cái độ nguy hiểm nó kém đi rất là nhiều. Đó là ai chửi tôi thì tôi chửi lại. Ai chửi tôi, ai mượn chửi tôi làm gì để tôi chửi lại. Thưa quý vị, điều đó không được nha quý vị nha. Điều đó không được. Nếu giải thích như kiểu này thì vì vi oan bình luận chửi nên tôi mới chửi, tức là chị Khang mới hạ nhục danh dự. Thưa quý vị, điều này không chấp nhận. Thứ hai, phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh là do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Nhưng khi chị Khang yêu cầu Hoài Linh lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thì Hoài Linh im lặng, không lên tiếng. Thì đây là một cái kiểu nói đã được chị Khang nói và được các cái à, vệ tinh à, nhóm mua ở miền Nam nói rất là nhiều. Và chúng ta đã quen dần với cái kiểu nói như vậy nghĩa là sao quý vị nghĩa là một ngày nào đẹp trời thanh việt à, bị một cái người à, phản động nào đó nói rằng tôi à, muốn bạn nói về à, cái à, điều không đúng của bên à, à, một cái à, cơ quan tố tụng hay là một cái cơ quan cảnh sát điều tra của một cái tỉnh nào đó à, vì à, hình như là thanh việt có nghiên cứu về vấn đề này nhưng thưa quý vị ở đây không có một cái luật nào không có một ai có quyền ép một người khác nói về một cái um, cái điều mà người ta không cần thiết phải có nghĩa vụ để nói chị khang không có một cái quyền lực nào thưa quý vị và đừng lấy là tôi đại diện cho người dân để hù dọa cái trách nhiệm duy nhất của nghệ sĩ của ca sĩ là làm sao trình bày, diễn đúng với cái số tiền mà khán giả đã bỏ ra. Còn nếu anh không trình bày, anh không biểu diễn đúng thì anh cũng chẳng phạm tội gì, nhưng sẽ không có khán giả nào ủng hộ anh nữa vì họ nghĩ rằng số tiền họ bỏ ra và họ nhận lại cái cái biểu diễn của anh, trình diễn của anh là không xứng đáng thì họ không đi xem. Đó là cái trách nhiệm duy nhất của người nghệ sĩ, chẳng hạn như Hoài Linh hoặc là của Viu Anh là phải luyện tập, phải biểu diễn hết sức mình để xứng đáng với cái số tiền mà người ta đã bỏ ra để xem mình. Đúng không quý vị? Còn trách nhiệm của Hoài Linh không phải là trả lời cho cái mối quan hệ à, hoặc là bình luận về có lừa đảo hay không lừa đảo. Vì đó là không trách nhiệm nhưng quý vị không có trách nhiệm và không thể nào nói rằng vì anh được nhiều người ủng hộ nên anh phải có trách nhiệm sai hoàn toàn nhưng quý vị nha. sai hoàn toàn thì đây là những giọng điệu nhưng quý vị nhé diễn tả theo đúng cái luật ở ngoài đường mà ở trong đó luật sư chợ trời nhưng quý vị đã nói cũng khá nhiều về những cái kiểu À, lập luận như thế này. Cái trường hợp thứ ba là lý do xúc phạm danh dự uy tín của nhà báo Đặng Thị Hằng Ni là do bà Hằng Ni đã có những cái phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về công ty Đại Nam Quỹ từ thiện hàng hữu. Thưa quý vị, nếu mà đi phân tích từng chữ một theo đúng tại một phiên tòa đó quý vị nhé, một phiên tòa một bản cáo trạng, nhưng quý vị không thừa một chữ và không dư một chữ bản cáo trạng đúng là phải được viết rất là nhiều lần uống nắng từng chữ một vì nếu không sơ hở là sẽ bị bắt bẻ ở đây điểm gì quý vị ở đây cái điểm là có những phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về công ty đại nam ở đây là một điểm cần phải chú ý đúng không quý vị không tốt nghĩa là sao không tốt cái tin đó là tin đúng sự thật hay là tin sai sự thật hay gì trong ngôn ngữ của chúng ta có những người ta nói rằng người đó nói xấu tôi vậy là nói xấu là à, chẳng hạn như nói về một cái người đi, à, đi ăn trộm chẳng hạn như vậy anh ta có ăn trộm anh ta có ăn trộm thật sự bây giờ mình đi à, đi nói anh ta rằng à cái người đó là người à, đã từng đi ăn trộm vậy thì quý vị gọi rằng cái lời phát biểu đó là lời phát biểu là nói xấu y là nói sai sự thật Thưa quý vị, lời nói đó đúng sự thật nhưng nói về những cái điểm xấu của anh ta. Như vậy thì có bị kiện không quý vị? Thú vị đúng không quý vị, một câu thú vị. Tương tự như vậy, những phát ngôn không tốt về công ty Đại Nam, tức là những cái thông tin ảnh hưởng đến cái giá trị của công ty Đại Nam nếu có. Nhưng những cái thông tin đó là thông tin đúng sự thật hay sai sự thật? thưa quý vị, ở đây không được đề cập đến. Nhưng quý vị, và hy vọng rằng đây là những cái điều sẽ được tranh luận ở bên tòa Vì một người nói lên sự thật của một công ty, như quý vị, để cho những người khác biết được đó, của cái quỹ từ thiện, để mọi người biết được, thì người đó có xúc phạm có quyền cái người làm chủ cái quỹ từ thiện đó hay chủ công ty đó có quyền xúc phạm danh dự về uy tín hay không? Một điều duy nhất là cho dù đúng hay sai, anh ta cũng không có quyền xúc phạm danh dự về uy tín, mà anh ta sẽ làm cái đơn để tố giác ngược lại vì những cái điều mà cái nhà báo đó nói là sai sự thật. Còn nếu mà cái điều nhà báo đó nói là đúng sự thật, thì tốt nhất là im lặng, tìm cách để gỡ rối, chứ không phải là xúc phạm danh dự và uy tín. Xúc phạm danh dự uy tín có nghĩa là thông tin mà ví dụ một nhà báo vừa nói là đúng, mà mình sợ quá nên mình lên mình phải hạ uy tín danh dự để mọi người đừng tin vào lời nói của người đó nữa. Chứ mình không thể nào mình chứng minh được là cái điều đó mà vừa nói là điều sai sự thật như quý vị nhé, Vì vậy cái câu nói rằng phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về quỹ từ thiện hoặc là bình luận của Vi Anh trên mạng xã hội là liên quan đến vấn đề từ thiện của chị Khang. Như vậy đó quý vị, tất cả những điều ai nói không cần biết tốt hay xấu, không cần biết đúng hay sai sự thật là tôi có quyền chửi. Như vậy là không được nhưng quý vị, không đúng trong luật pháp. Thành việc xin khẳng định một lần nữa, mình không thể nào hạ uy tín của một người khác khi người ta nói một điều sự thật về công ty của mình. Chẳng hạn, bây giờ quý vị đi mua một cái um, uh, lon sữa đi của một cái công ty ABC và sữa đó nó bị hư, thì quý vị có thể lên trên mạng để nói cho mọi người biết cái món đồ tôi mua từ công ty ABC nó bị hư, nó bị Thôi, và nó như thế này. Rồi sau đó, quý vị đó sẽ làm được kiện cái công ty đó. Thì cái công ty đó có thể có quyền lên để xúc phạm danh dự uy tín không quý vị? Thưa quý vị là không. Không nhân quý vị. Thanh Việt vừa mới uh, trình bày uh, cái phần uh, nửa. Thì bây giờ đến cái phần các đồng phạm uh, trong phần còn lại. Các đồng phạm thì uh, đã được xác định. Thực sự đã, đã xác định rồi nhưng quý vị à, bao gồm ông huỳnh công tâm ông huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam bà lê thị thu hà nhân viên văn phòng à, bà nguyễn thị mai nhi trợ lý tại công ty à, đại nam một cái điểm khá thú vị đó quý vị là tất cả những người này làm việc cho công ty đại nam chứ không phải làm việc cho cá nhân của chị Khang. Quý vị quý vị thấy có điểm đặc biệt không quý vị? Bắt đầu có những cái đẳng điểm đặc biệt. Như vậy những người này đó quý vị, họ được yêu cầu bởi tổng giám đốc của công ty Đại Nam để thực hiện những cái điều mà họ không biết là sẽ vi phạm. Vì họ chỉ có làm những cái buổi livestream. Công việc của họ là gì quý vị? Đăng tin trên mạng xã hội với tiêu đề thời điểm đường dẫn các kênh YouTube, TikTok sẽ phát live stream In các nội dung Mà chị Khang sẽ phát ngô Đưa cho bị can à, Trước các cái buổi live stream Chuẩn bị sử dụng các phương tiện Thiết bị điện tử phục vụ cho live stream Dẫn chương trình Các buổi live stream Thông báo số lượng người xem Đọc các bình luận Trên live stream phát trực tiếp Như vậy là sao quý vị Như vậy những công việc này Có gọi là đồng phạm không quý vị Và trong đồng phạm Thì phải có người dẫn đọc như vậy dựa trên những cái lời văn mà các bài báo viết thì chúng ta cảm thấy rằng ai là đồng phạm chị à, xin lỗi vì ai là người chủ mưu chị khang là người chủ mưu hay là chị khang là người thực hiện và với cái chức vị là tổng giám đốc chị khang ra lệnh cho những cái thành viên các cái công nhân trong công ty cổ phần đại nam là phải thực hiện các cái công việc này và các công việc này nhân quý vị thì được gọi là cái gì quý vị không vi phạm pháp luật nếu mà một người không nắm rõ vì tôi làm cái gì tôi chuẩn bị sử dụng các phương tiện vì chủ của tôi yêu cầu tôi phải làm công việc đó thứ hai chủ của tôi bảo là cần phải đi in các nội dung nội dung này ở đâu nội dung này là ai phát thảo à, là ba người làm việc tại công ty đại nam phát thảo hay là chị khang phát thảo hay là do một người khác phát thảo. Đây là những cái câu mà cần phải được à, gọi là xác minh, điều tra, kỹ lưỡng. Vì nếu không thì không thể nào kết luận à, ai là người chủ mưu. Nhân quý vị. Vì có khi chủ mưu không phải là chị Khang. Nhân quý vị, chị Khang yêu cầu những người này làm là vì quý vị thấy rồi chức danh của họ có đầy đủ trong này trợ lý tại công ty, nhân viên tại công ty, trưởng phòng tại công ty. Và những người này chỉ là những người hỗ trợ cho những cái công việc mà chưa chắc họ bị ảnh hưởng về những cái phát ngôn của chiếc hàng. Vì vậy, cái lối viết văn như vậy rất là nguy hiểm. Và thân việc hy vọng rằng trong cái bản cáo trạng, à xin lỗi quý vị, trong cái bản kết luận điều tra thực sự sẽ có việc rõ ràng hơn về những cái công việc làm ai ra lệnh cho ông huỳnh công tân điều chỉnh điều khiển cái chương trình này ai viết cái nội dung cho ông huỳnh công tân à, nói về các cái người à, phản biện lại và gọi họ bằng tên của những loài chó đua loài ngựa đua ai viết cái điều đó những cái phát ngôn sai sự thật hạ nhục uy tín là được chị Khang đọc lên nhưng ai là người viết cho chị Khang những điều đó chị Khang viết hay là một trong ba người này viết hay là một người nào đứng ở đằng sau viết đâu quý vị thì đây sẽ là một cái vụ điều tra còn kéo dài hơn không chỉ đơn giản là đi xác định được những cái công việc này là có phải chính thức là Lê Thị Thu Hà hay Nguyễn Thị Mai Nhi làm hay không mà là ai là người đứng sau các đồng phạm khác thì sao thưa quý vị hiện nay theo các báo chí thì à, kết quả giám định à, về các cái video clip của ông Đặng Anh Quân của ông Nguyễn Đình Kim đang được à, giám định và chưa có kết quả hai vị này thưa quý vị rằng đã liên tục được mời lên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra mà cái gần đây nhất là ngày 15 tháng 8 kéo dài gần cả ngày trời nha quý vị nhé không được báo chí nhắc đến Câu hỏi thú vị đó quý vị là tại sao có những lúc báo chí nhắc đến và tại sao so với ông tiến sĩ trời trời thì luật sư Kim Rỉ ít xuất hiện trên báo chí trong những lần đến cơ quan cảnh sát điều tra. Dễ thôi thưa quý vị, mỗi lần báo chí xuất hiện và đăng những cái thông tin đó hay chụp được những hình đó là đều được phép của cơ quan cảnh sát điều tra họ thông báo cái ngày đến vào buổi sáng chính thức mấy giờ thì chưa chắc là thông báo nhưng thông báo cái ngày và buổi chiều hay buổi sáng để cho các phóng viên đến đó để tác nghiệp chứ không phải tự nhiên lúc nào họ cũng rình ngay trước cơ quan cảnh sát điều tra để chụp hình đúng không quý vị thứ hai là một số người bị tình nghi đồng phạm khi đến cơ quan cảnh sát điều tra vẫn thích khoe khoang vẫn mặc đồ thật là đẹp vẫn đi những cái xe Xịn Vẫn từ từ bước xuống Có người lái xe Thì kính thưa quý vị Người ta gọi rằng Tôi là người nổi tiếng Đến đây chụp hình tôi đi Đúng không quý vị Vì vậy Cái tiến sĩ luật trời trời Nhưng quý vị tiến sĩ luật trời trời Bao giờ cũng được lên trang báo Rất là hãnh diện Vì tại sao Vì đến bằng xe hơi Mặc đồ đàng hoang à, Vì cho rằng Chắc nghĩ rằng cho rằng Mình không phải là người có tội còn ông uh, luật sư Kim Rĩ ít lên, quý vị hiểu tại sao? vì có lẽ là ông này không đến cái cơ quan cảnh sát điều tra bằng cái con đường xe hơi mà có thể ông đi xe Honda đến ít gây sự chú ý, vì thế các báo chí ít bao giờ chụp được cái hình của ông để đưa lên mặt báo. câu hỏi quan trọng các cái đồng phạm sẽ được xử riêng hay xử chung với chị Khang. Thành viên sẽ có một chương trình để thảo luận với quý vị về cái câu chuyện này. Không lẽ bây giờ đem chị Khang ra xử, nha quý vị? Rồi các đồng phạm chờ cái kết quả chương cầu giám định khoảng 6-7 tháng nữa, rồi mới bắt đầu khởi tố. Quý vị nhớ rõ ràng, chưa khởi tố nha quý vị, chưa khởi tố. Bây giờ nó đang ở cái quá trình gọi là xác minh xác minh chị khang thì đã điều tra xong ừ. bây giờ là các đồng phạm thì đang ở quá trình xác minh xác minh các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội youtube tức là nhóm múa miền nam đó quý vị đó. sẽ được cơ quan cảnh sát công an à, thành phố hồ chí minh à, xác minh và làm rõ như vậy tóm lại các đồng phạm đang ở cái giai đoạn xác minh chưa có khởi tố, chưa một ai bị khởi tố. Nhưng quý vị nhé, thanh liệt cho rằng cái danh sách khởi tố 15 người vẫn không thay đổi. Nhưng quý vị nhé, vẫn không thay đổi. Có lẽ viện kiểm sát đã trả một số cái uh, uh, hồ sơ, nhưng quý vị hoặc là bên uh, cấp trên vẫn chưa có cảm giác rằng tất cả những cái chứng cứ này đầy đủ để khởi tố, vụ án khởi tố bị can, tức là các đồng phạm nên có khả năng rất là cao cần phải có thêm những cái bằng chứng và những bằng chứng này là dựa trên các cái kết quả trưng cầu giám định để đưa đến cái kết luận. Thì à, bộ phim còn rất là dài, drama chưa kết thúc, nhưng quý vị đây chỉ là màn một cảnh hai màn một cảnh một tức là lúc chị khang bị tạm giam màn hai cảnh hai là chị khang bị à, à, vào cái quá trình chuyển đến viện kiểm sát để truy tố nhưng màn màn một cảnh ba rất là thú vị những quý vị nha rất là thú vị tại sao chúng ta sẽ biết được viện kiểm sát có trả hồ sơ để bổ sung thêm tội danh kéo dài thêm cái bản án hay không và câu hỏi thứ hai, các đồng phạm sẽ được sẽ bị khởi tố hay không? Và bị khởi tố là gồm các đồng phạm nào? Thanh Việt vẫn giữ quan điểm 15 đồng phạm chắc chắn sẽ bị khởi tố. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin trở lại với quý vị vào chương trình ngày mai cũng liên quan đến chị Khang với nhiều thông tin đặc biệt hơn và những sự quan điểm, chia sẻ về quan điểm của Thanh Việt. Thanh Việt xin kết thúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you.